Cái bé là ừ. Lò đúng không? Ừ. Thằng cái quần con chia sẻ đây con bé là ừ. Nãy mình nói là bé rồi mình đi tìm. Rồi mấy chị vô lại nè, để tiêm chim nha mấy chị. Ai có sale không đồng tặng sale chim nè. Ai có sale không đồng tặng sale chim mấy chị nha. Ai mà tặng không đồng không tốn tiền thì bấm tặng sale chim nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like giùm em nè. Ai vô thấy em chào em cái đi. Hello Bí Hạnh đây mấy chị. Để coi thích comment nè. Chị nào thấy em chào em đi mấy chị ơi, kêu tên em đi để em thấy comment của mấy chị nghe. Ai thấy em kêu tên em nha mấy chị ơi. Nó như trong bolo hả? Không ai nãy tôi thấy rồi nhưng mà cỡ. Rồi mấy chị nào thấy em kêu tên em đi, sao ở trên máy tôi nó 15 người không? Cái gì vậy không? Bè này thấy em được rồi kêu tên em mấy bè đến thấy comment mấy bè ơi. Vô ép à, vô ép mấy comment đó. Mấy chị tương tác like chia sẻ like giùm em nha. Để khỏi bẩn comment nha. Để chốt hẹn nha. Thì em đi vô ép không thấy comment lận. Có comment. Dạo này nó khó khăn quá vậy. Nó thích thì nó cho thêm, không thích nó không cho xin. Để vô ép mà xem comment coi. Rồi mới rồi, ai thấy em rồi cho em xin một chấm nha. Để vô ép coi nó có một comment không. Kêu hoài thấy ai. Ừ, vô thấy được vì có kim mặt không. Dạ yeah, có kem mặt nha. Kem mặt em có hai loại, chị ném và dũng tráng. Thấy hòa kim, thấy hình như phẹm. Rồi, đó, chị nào vô được rồi chấm like tương tác mấy chị. Chia sẻ like, thẻ tim giùm em mấy chị. Ai có sale không đồng bấm tặng sale cho em nha. Rồi bộ ngố này mấy tặng 9.000 mấy chị. 55 cứu lại nha, ngố xanh 9k giùm em nè. Rồi ngố xanh 9k mấy chị, 55 cứu lại nha. Rồi thấy trăm fan rồi nè. Rồi mấy chị chia sẻ like tương tác like để khỏi bị ấn comment nha mấy chị nha. Để chốt rơm nha. Rồi mấy chị. Ai lấy comment em bộ ngố xanh 9k nha. Áp dụng tài khoản hiện lưu luôn người chia sẻ mấy chị ơi. Ngố xanh 9.000 cho em nè. Ngố xanh 9k mấy chị. Áp dụng tài khoản hiện lưu luôn người chia sẻ nha. Trăm fan có ngố xanh nè. Chia sẻ like mấy chị ơi. Tôi cắt like giùm em. Cho em kem kem trắng đi. Rồi chờ em chút xíu. Rồi bộ này comment giùm em mẻ ngố 1. Em bán tặng mấy chị luôn 15.000. Ngố 1 15.000 nha. Rồi ngố 1 15k mấy chị. 55 cứ lại nha. Áp dụng tài khoản hiện lên logo người chia sẻ. Ngố 1 15.000 cho em nè. Ngố 1 15k mấy chị. Rồi ngố 1 15k giùm em mấy chị. Chia sẻ like mấy chị ơi. Rồi cái này em bán cho mấy chị với giá là 25.000. 25.000 mấy chị nha. Áo 25 giùm em nè. Ngố 1 của chị Huyền Huyền nè. Rồi áo 25 mấy chị ơi, tương tác like mấy chị, nên em sẽ rất là nhiều mẻ nha. Rồi, ai lấy comment lên giùm em. Mẻ này mẻ áo 25.000 nha. Áo 25k mấy chị, ai lấy áo 25, chút áo 25 nè. Đây, kem dưỡng trắng da của Ngọc Trai này, kem này xài rất ok luôn. Em hiện tại đang xài mấy bè 120.000 nha, giá tiêm là 199.000, em bán 120.000. Đó, ai lấy kem dưỡng trắng, chút kem dưỡng trắng 120.000. Kem dưỡng trắng 120.000. Còn hai bộ dài vui vui như nó nằm yết nghe tay nó. Rồi
Rồi mấy chị áo này lỗi em bán tặng, em tặng không đồng mấy chị nha. Vậy mấy chị viết lại xíu mặc ở nhà cũng được, mặc ở nhà mặc đi làm cũng được mấy chị. Áo tặng cho em nha. Ai lấy áo tặng chú áo tặng mấy chị, chắc mua rip nha, nó bị lỗi rồi. Nghèo nó rảnh rảnh nó đưa cái kéo cho đàn xác á, nên nó lỗi lỗ. Rồi áo tặng mấy chị, áo tặng cho em nè, tặng cho trăm fan nè, chia sẻ like, tương tác like giùm em mấy chị, thẻ tim cho em mấy chị ơi. Rồi cái áo này nó bị ướt nha, nhà em nhập hàng gì á, bị trời mưa nước cái rồi không biết để xếp trong bị nó bị móc rồi, giờ mới bè giặt. Rồi tặng đen cho em mấy chị, tặng đen form ngắn nha, tặng đen cho em mấy chị, ai lấy tặng đen chút tặng đen giùm em nè, tặng đen nha, chị lấy tặng đen chút tặng đen, chia sẻ like, tương tác like lên giùm em mấy chị ơi. Em sẽ địa điểm với chị tương tác like lên giùm em mấy chị. Không có logo người chia sẻ không chốt được hàng, giá tặng và hàng rẻ đâu mấy chị nha. Không có logo người chia sẻ với chị không có chốt được hàng đâu nha. Không có logo người chia sẻ là không có chốt được hàng đâu mấy chị. Rồi bộ này bán tặng luôn 49 ngàn. Bộ dài bidame giùm em là 49 ngàn. Bộ bidame dài mấy chị yêu nhập 49k cho em nè. Rồi bộ dài 49 ngàn. Ai lấy comment em mẻ dài vàng 49 ngàn nha. Rồi dài vàng 49k mấy chị. Em biết có 49 ngàn. Không có logo, không có số điện thoại rồi chốt bằng cái gì? Không chia sẻ like, không có số điện thoại rồi chốt bằng cái gì? Vàng 49 cho trăm fan nè, vàng 49 cho Hiền Hiền nè. Cái bè không chia sẻ like là không có chốt đơn được nha. Vòng em không có được. Em không có được. Chờ thời đi. Khổ cơ. Rồi áo này bé mấy chị 29 ngàn, vải đuổi mấy chị 60kg lại mặc 3 mét luôn nha. Rồi đuổi 29 ngàn mấy chị, đuổi đen. Đuổi đen 29 giùm em nè. Ai lấy đuổi đen chút, đuổi đen 60kg lại ok nha. Đuổi đen 29 ngàn 60kg lại ok mấy chị. Ai lấy đuổi đen chút, đuổi đen giùm em nè. Rồi đuổi xanh này nó dính dưa mấy chị, em mấy chị 9 ngàn luôn. Xanh lỗi 9k giùm em nha. Xanh lỗi 9 ngàn mấy chị, 60kg đổ về ok nè. Miệng bữa nay bị lên não rồi. Rồi xanh lỗi 9 ngàn mấy chị, lấy xanh lỗi 9 ngàn chốt xanh lỗi 9 ngàn. Rồi vàng 29 giùm em nè, ai lấy vàng 29 chốt vàng 29 nha. Vàng 29k mấy chị, ai lấy vàng 29 chốt vàng 29 giùm em. Vàng 29 ngàn. Rồi màu da 29k mới được màu da. Rồi màu da 29 ngàn, ai lấy màu da chút màu da cho em nha. Màu da 29k mới được. Màu da 29 ngàn. Rồi lấy da chút da giùm em nè. Rồi bộ này 55-6kg nè mới được. Rồi như bạn có da. Rồi comment lên giùm em bộ này 55-6kg nha. Comment em mẻ đùi 49 ngàn luôn mới được. Đùi 49 giùm em nè. Size này 55-60kg nha. Size này 55-60kg mới chạy đùi 49 nha. Ai lấy đùi 49 chốt đùi 49 giùm em nè. Đùi 49 mới chạy. Rồi quần nam em còn size từ 40 cho đến 67kg nha mới chạy nha. Quần nam chắc u mì. Hai tiếng ngồi có khó kéo nè. Đó, hai tiếng sâu nè. Cảm ơn chị Đoàn Thủy nè. Rồi mới chạy em chốt không mới chạy với giá là 70 ngàn. 70 ngàn mới chạy nha. Còn hơn giùm em một quần nem, hai quần nem kèm ký, size nhỏ chỉ còn cái cuối cùng thôi. Nếu về kia tới về kia 5 cái, về kia nhận xong cái gọi lên em 2 cái nữa, còn 2 cái cuối cùng hết luôn rồi. Cái mẫu đây không thấy thôi. Đó, quần nem này chị nào nhận là biết rồi, chắc u mì, quần sọt nem nhưng mà chắc u mì mấy chị. Nha, từ 40 cho đến 67kg em còn size. Comment em một quần nem, hai quần nem kèm ký 70 ngàn một quần nha mấy chị nha. Một quần, hai quần kèm ký 70 ngàn một quần, quần nem chắc u mì. À, em lấy cái chất u mi mang cái quần nem mới về nha. Túi ở sau có khó kéo, túi hai bên có khó kéo luôn. 70 ngàn một quần. Ai lấy quần nem chốt quần nem kèm ký, một quần hai quần ba quần gì đó kèm ký cho em nha. Để lấy quần nem thì chốt em nè. Còn mấy chị áo khóc này em xem mấy chị 99 ngàn luôn nè. Khóc hai lớp nha mấy chị nha, hàng đều eo đẹp cho mấy chị luôn. Xem mấy chị 99 ngàn. Size này cho mấy chị 58-65kg, khóc size to nha. 58-65kg mới vậy. Và mơ niêm mẻ khóc xám 99 ngàn. Hai lớp, hai túi trong to, hai túi ngoài có khó kéo luôn. Em mấy chị nha. Tay có sợ ngón luôn.
Đấy, 99.000 cho em. Giờ lấy comment em mẹ khóc xém nè. Khóc xém 99.000 mới chị. Khóc xém 99.000 giùm em nha. Khóc này chắc để lắm luôn á chị, xem 99.000. Rồi, comment lên giùm em mẹ này là khóc đỏ mấy chị nha, 58-65 cưới cho em nha. Khóc đỏ 99.000. Khóc này dày dặn hai lớp, hàng bao đẹp nha, xem 99.000. Khóc đỏ giùm em nè. Ai lấy khóc đỏ chứ khóc đỏ nè. Rồi xanh lé nè, 99.000 mới giờ chị lấy xanh lé, chút xanh lé cho em nha. Rồi xanh lé 99.000. Ôm cái này cột cái xấu cực gì. Cái cây ngoài cột không hết nha. Rồi cầm ơn em xanh đậm mới giờ 99.000 một khóc nha. Ai lấy xanh đậm, chút xanh đậm dùm em mới giờ, chỗ này có đé nè. Rồi 99.000. 58-65 cưới nha. Xanh đậm chút dùm em, xanh đậm mới giờ. Xanh đậm. Ai lấy xanh đậm chút xanh đậm dùm em. Rồi này xanh dương nha, vải rất đẹp không mấy chị, hai lớp dài dạ, ngày này bao xịn luôn. Em sale có 99.000 thôi. Em sale có 99.000 thôi mấy chị nha. Áo lớp tớp đẹp ghê em. Uổng công, không uổng công mua 700 cái. Em nó đẹp mà rỉ nữa mà. Lát còn cái ít sale luôn nè. Rồi mấy chị khóc này hàng chất bao đỉnh, sale 99.000. Size từ 58-65 kg mấy chị nha. 58-65 kg cho em nè. Rồi ai lấy comment thì em là xanh dương. Rồi này màu kem 99.000 mấy chị nha. Ai lấy kem chốt kem cho em nha. Chị nhà size to 58-65 kg một chốt. Khóc này em bao chốt cho mấy chị luôn. Em bao chốt cho mấy chị luôn nha. Rồi ai lấy khóc kem chốt khóc kem cho em mấy chị. Chị lấy khóc kem chốt em khóc kem nè. Rồi này xanh đen nè. Rồi 99.000 một khóc mấy chị. Chị lấy khóc thì chốt nha. Màu đẹp quá, màu đẹp thì hốt đi chị ơi. 99.000 mấy chị. Theo luôn 99.000. Đấy, giờ em lên em theo hàng lễ cho mấy chị nha. Nay dọn kho hàng lễ. Dọn kho hàng lễ nha mấy chị ơi, cố gắng lựa. Nhìn em biết nhất 2-3 sản phẩm nha, em theo lễ mấy chị cố gắng lựa đủ đơn nhìn em. Lâu lắm mới thấy chị kem hiền. Rồi áo đen này cho chồng chị nào 60-65 kg mấy chị, theo 39.000. Nem cái xấu này mới chị. Rồi 60-65 kg nha, sale 39.000. 60-65 kg ok mấy chị, sọc xanh 39.000. Chắc phun cái xấu cho em nha. Rồi sọc xanh 39 nha. À lấy sọc xanh chút, sọc xanh là 39.000 sọc xanh. Chị lấy sọc xanh chút, sọc xanh 60-65 kg mấy chị nha. Rồi sọc kem nè. Chồng chị này 60-65 kg thì chốt. Sale luôn 39.000, chắc phun cái xấu cho em mấy chị nha. Em xe 39 kem. Rồi sọc xanh 39, sọc kem 39 thằng em. Xanh em có 2 cái. Rồi sọc xanh 39, sọc kem 39 thằng em mấy chị. Rồi này xa nhỏ, chồng chị này 55 cứu lại thì chốt nha. Comment giùm em xanh ngọc 55 cứu lại mấy chị 39 nha. Lấy xanh ngọc chút, xanh ngọc cho em nha. Xanh ngọc 39.000, 55 kg đổi về. Giờ lấy xanh ngọc chút, xanh ngọc giùm em nè. Xanh ngọc 39.000. Rồi xanh ngọc mới về, 55 kg đổi về nha. 39.000 mới về, chấm like, tương tác like giùm em mấy chị nha. Thẻ tim tương tác like giùm em mấy chị ơi. Rồi 39.000, cảm ơn giùm em xanh đậm. Xanh đậm 39k nè. Ai lấy xanh đậm chút, xanh đậm giùm em nè. Xanh đậm 39.000. Chị Như Ánh có ở đây thì chấm like lên lên bộ đùi cho chị chọn. Cho thoát like vô gửi tin nhắn năm bộ này cái lát bé hết trơn. Có ở đây thì vô chấm like em lên bộ đùi cho chị chọn nha. Đưa chị lên bộ đùi em, bẻ nhân gửi tin nhắn ai đâu mà đọc. Đen bén đâu có đọc đâu, cho chị năm bộ này nha. Rồi xong cái lát thì like cho bé hết mất năm bộ đâu rồi like. Rồi ai đấy thì comment lên giùm em. Cho chị bộ đùi thái thì chị lên bộ đùi thái. Rồi chị lấy comment lên giùm em mẹ số 1 với chị 55 chứa lại nha. 39.000 chắc không cái 6 béo đẹp có 39.000 thôi, còn mấy cái em siêu luôn. Mẹ số 1 39.000. Ai lấy mẹ 1 chút mẹ 1 giùm em nè. Mẹ số 1 39.000. Ai lấy số 1 chút số 1. Rồi áo đen
bạn xem với chị B 9.000 con 40-60 kg ok nha, eo nữ 39.000 còn bên em mẻ hồng đậm chất vải em bao nha, 40-60 kg ok, hồng đậm B 9. Ừ để em lên cho, để em đang like mà chị gửi tin nhắn thì em không có thấy tin nhắn đâu, không biết chị gửi hình gì luôn á, xong cái lép bán hết á. Thằng ai lấy hồng đậm chốt hồng đậm giùm em mấy chị, hồng đậm B 9.000 chị lấy hồng đậm chốt hồng đậm nè. Ta chị mở đi, bộ nào mà đủ màu không? Mở đi. Rồi mấy chị, cái này chị nào chồng 60-65 kg nha. Vậy không có trong váy chị ơi. Chị nào chồng 60-65 kg còn bên em mẻ xám theo B 9.000 luôn. 60-65 kg nha. Xám đen B 19. Xám đen B 9 mới được. Chồng thì lại nghe có không? Xám đen B 19.000 rồi lấy thì chốt. Rồi cái này 40-60 kg men vừa mới chị. Ai lấy còn bon cho em là xanh ngọc B 9 nè. Xanh ngọc B 9 mới chị. Ai lấy xanh ngọc B 9 chốt xanh ngọc B 9 nè. Có hồng đậm là chị Kim Trinh. Cái này em có cho anh em cho nữ luôn, mới là mua về mặc tập nha. Cái này có size cho anh em cho nữ luôn nè. Cái này chồng chị nè 70-75 kg nha. Ai chồng 70-75 kg thì chốt. Vậy nè chồng 70-75 kg thì chốt thì men nha. Nem xanh B 19.000, nem xanh nữ xanh ngon trương với xanh ngọc, xanh ngọc B 9 cho ngon trương ok nè. Rồi ai lấy nem xanh chốt nem xanh mới chị, xanh nem mới chị, hình như phải em có xanh ngọc nem ok. Rồi em còn xanh ngọc nem mới chị nha, xanh ngọc nem 70-75 kg, cái này áo cặp nem với nữ, em còn xanh ngọc nem nha. Ai lấy xanh ngọc cho nem thì chốt xanh ngọc cho nem nha, B 9.000. Rồi áo nem mấy chị nha, áo nem này cho chồng chị nào 60-65 kg, còn bên em đen nem L, đen nem L 60-65 kg, áo nem cổ có, nói chung hàng lẻ lẻ chờ chút xíu em xem mấy chị, đen nem L 60-65 kg này, ai lấy đen nem L chút đen nem L nè 60-65 kg này. Mấy chị khách mới đặt hàng kèm số cho mấy chị nha. Rồi 40-55 kg đen, đen S mấy chị. Đen này em có size từ 40-65 kg nha. Đen nam 40-65 kg, còn bên em đen nam kèm ký 40-65 kg, chốt lên em mẹ đen nam kèm ký SML nè. Rồi 40-65 kg đen nam kèm ký dùm em nha. Rồi đồ bộ Thái mấy chị nha, 85.000 một bộ. Bộ Thái thì 85.000 bộ. Đơn thủy cái đơn. Rồi, 85.000 một bộ mới chị. 40 cho đến 62 kg ok luôn. Chị nào cao mới 665 kg. Còn mô mẹ đùi đen 85k mới chị, đùi đen dùm em. Ai lấy đùi đen chốt đùi đen 85.000. Bộ này mỗi mẫu em còn ít thôi mấy chị nha. Em bán ngày hôm qua rồi mỗi mẫu em còn ít thôi. Nói chung là hàng bây giờ hàng để lẻ em treo thôi. Chị nào chốt thì chốt này, 85.000. Đùi đen 85.000. Rồi hồng nhạt mấy chị nha, hồng nhạt kem là 62 kg rưỡi về ok, thun Thái 85.000. Rồi thun Thái mấy chị lấy thì chốt nha, 85.000 nè. Ai lấy còn bên em mẹ hồng nhạt, hồng nhạt 85 mấy chị lấy hồng nhạt chốt hồng nhạt giùm em nè, hồng nhạt 85.000. Chị ngon chưa có đơn này có rồi ta. Rồi ai lấy cái này comment lên giùm em. Mở bộ trơn đi. Ai lấy cái này comment em xanh đen mấy chị. Xanh đen nha, 85k màu xanh đen nè. Chị lấy xanh đen trước xanh đen giùm em nè. Xanh đen 85.000. Chị nào ghi đọc tên mới có đơn mấy chị. Ghi đọc tên hoặc nhận được tin nhắn mới có đơn nha. Mỗi mẹ em có một cái thôi. Chị hình như phải em được xanh ngọc nem thôi nha. Nghe em đọc tên mới có đơn mấy chị. Rồi ai lấy đùi xám chút đùi xám, nghe đọc tên hoặc có tin nhắn mới có đơn mấy chị nha. 85.000 chị lấy đùi xám chút đùi xám giùm em nè. Đùi xám bộ thun Thái bé chị có 85.000 bộ thôi nha. Chất thun Thái mấy chị 62 chú lại ok luôn. Chất này coi dạng thoải mái nha.
chữ. Rồi ai lấy comment em đùi xém mới chạy đùi xém. Rồi đùi xanh dương giùm em nè, đùi xanh dương mới chạy. Ai lấy đùi xanh dương chốt đùi xanh dương cho em nha. Phan Thị Lan có xanh đen. Từ từ mấy chị ơi. Rồi ai lấy comment em đùi xanh dương nha. 85.000 bộ mấy chị. Rồi mẻ trương này comment cho em mẻ số 2 kèm màu đi mấy chị. Dạ 67kg không vừa chị ơi. Cái này chị nào cam với 6 thì 65kg. Còn lùng lùng thì 62kg đổi về thôi. 67 không vừa đâu. Comment em mẻ 2 xém nè. Ai lấy 2 xém chút 2 xém nè. Cái này em còn ít đó. Mỗi mỗi em còn vài bộ thôi. Rồi 2 xém giùm em nè. Có phải cái đó là cái gì lỗi không? Cái chuyện này lộn cái gì đó. Ai lấy 2 xém chút 2 xém giùm em với chị 2 xém nè. 2 hồng đậm. Rồi 85.000 bộ với chị 2 hồng đậm. Rồi 2 hồng đậm giùm em với chị 2 hồng đậm. 2 xém 2 hồng đậm chị lấy gì chốt. Xem nó vui dữ vậy. Mệt dữ vậy. Rồi 2 xém, 2 hồng đậm. Mẹ như biết gì, mệt quá. In bằng tiếng hồ chưa ra bill biết đâu trả lời luôn. Rồi mẻ 2 đen giùm em với chị, mẻ 2 đen. Mẻ 2 đen với chị nha, thun thái bé như mấy chị có 85.000 thôi. Một cái áo thái là bé 75.000 rồi. Nguyên bộ thun thái bé có 85.000 thôi. Những cái đờ, những tù khất nữa rồi. Rồi Trần Ngọc Ánh có 2 đen nè. Rồi hai hồng nhạt nè. Hai hồng nhạt nè. Hai đen con hỏi biết bóc cái đi trơn vô còn tại đi trơn nữa. Rồi, comment cho em hai hồng nhạt mấy chị hai hồng nhạt. 62kg đổ lại luôn ha. Bộ thun thái thì coi giãn thoải mái 85.000 bộ. Rồi hai màu xám đậm. Mẹ hai xám đậm mấy chị. Hai đen cho Huyền Huyền. Rồi mẻ 2 màu xám đậm mấy chị nha. Mẻ 2 màu xám đậm cho em nè. Ai lấy 2 xám đậm chốt 2 xám đậm nè. Mẻ 2 màu xám đậm chị lấy gì chốt. Rồi mẻ 2 màu xanh dương. 2 xanh dương. Rồi mẻ 2 màu xanh dương mấy chị. Mẻ 2 màu xanh dương nha. Chị lấy 2 xanh dương chốt 2 xanh dương. Rồi mẻ số 2 màu xanh dương mấy chị nha. Chị lấy xanh dương chốt xanh dương giùm em nè. Rồi hai màu nu nè. Đó. Mẻ 2 em có những màu đó. Hồng đậm, hồng nhạt, màu xám đậm, xám nhạt, màu xanh dương, màu đen với màu nu. Rồi mẻ 2 kèm màu mấy chị. Bộ thun thái có 85.000 thôi mấy chị. Chất thun thái giùm em nè. Chất này mặc sướng lắm luôn. Rồi mẻ số 2 kèm màu nha. Chị lấy số 2 chốt số 2 giùm em. Cho chị bộ em đi gác luôn, mỗi đây luôn. Rồi mấy chị mẻ số 2 kèm màu cho em nè. Ai lấy số 2 chốt em mẻ số 2 mấy chị. Mẻ số 2 chị Duyên tim có màu nâu. Mẻ 2. Rồi mẻ 2 mấy chị. Ai lấy mẻ 2 chốt mẻ 2 nha. 2 màu nâu. Mẻ 2 nâu chốt 2 nâu giùm em nè. Đen, hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, xám đậm, xanh nhạt với màu nâu. Mà in bill nó không có ra. Kèo bà nghĩ thua hiền lâu lắm thấy bà luôn á. Rồi mẻ số B giùm em á trời, mẻ B. Mẻ B cho em nha. Mẻ B nó có chữ Adidas. Mọi người thương thái mặt xuống lắm luôn. Rồi mẻ B á trời, B hồng nhạt. Ai lấy be hồng nhạt, chút be hồng nhạt nè. Nhận đồ rồi nha, đẹp tuyệt. Ừ, bộ nem phê đúng không? Bây giờ tôi lên bộ nem cổ nè. Bộ nem có bộ nem cổ nữa nè. Còn 2 ri nè, dịch lên là bộ nem tôi nói hàng hãng dài 100.000. Nhận cái giá 99.000 là về ông chồng mê. Giờ mấy bạn nói 300 mấy vẫn tin. Hàng đó hàng giá tiêm 300 mấy mà, bé có 99.000. Rồi mẻ be hồng nhạt, mẻ be hồng đậm. Mẻ be màu hồng đậm mới chị. Be hồng đậm giùm em nè. Be hồng nhạt, hồng đậm.
màu nâu đen. Rồi be màu xanh dương. Rồi bé be xanh dương. Rồi ai lấy bộ thì chốt nè. Rồi be màu xanh dương nè. Giá chỉ có 85.000 bộ thôi mới được. Bộ này không thấy nó mặc tướng lắm. Chất mềm mịn mát kem nè. Rồi mẻ be màu nâu. Đó, nó những màu đó thôi mới được. Vải mát, vải tươi vừa gửi. Rồi mẻ be màu. Mẻ be màu nâu mới được. Đó, mỗi mẻ đều có những màu đó mà khác nhau cái hình thôi nha. Khác nhau cái hình thôi mới được. Rồi mẻ be màu nâu cho em nè. Bộ đùi thái mới được. 60-62kg ok luôn. Chị nào cao với 6-65kg mặc được luôn. Rất thông thái, co giãn, mềm, mịn mát kem mới được. Như ánh có mẻ be hồng đậm. Rồi be màu nâu cho em á chị, be màu nâu. Be hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, màu nâu. Be đen. Hai lấy be đen trước, be đen. Bạn nghĩ in chờ thời, mấy in chờ thời. Ok chị Như Ánh có xanh dương. Đọc đọc vậy thôi chứ nó có đem vuông. Quyết định nha, chủ nhật này nhờ người coi mí đi mua điện thoại nè. Không có in được chứ bực cái bội. Rồi be đen nè, be đen, be xanh đen, be xanh đen mới rồi. Nay chưa nhận được đồ. Ờ anh Thành hỗ trợ đơn VV kìa. Rồi be xanh đen mới rồi. Chắc đẻ lắm luôn, còn vài bộ thôi. Rồi be màu xám. Rồi mẻ be màu xám chi mới rồi nha, mẻ be xám. Ai lấy be xám chốt be xám. Be hồng nhạt, xanh dương, màu nu, màu đen, màu xám. Đó. Rồi ai lấy thì chốt. Có hai bộ lĩa dưới đuôi chị luôn. Dưới hai bộ lĩa. Rồi lên. Duyên Kim có mẻ be màu xám. Rồi bộ này còn mới đem màu bò mới chị. Bộ này áo lon. Rất thông thái nha, rất là đẻ luôn hả. Rồi cầm mơ lên giùm em là màu bò. 85.000 đồng một bộ. Rất thông thái. Nhưng có bộ ngố nữa mấy bạn, lấy em ra bộ ngố. Rồi màu bò giùm em nha. Em có ngố thái đó. Đang lấy em siêu luôn mấy chị. Rồi mẻ số 4 đen. 4 đen có 1 bộ thôi nè. 4 đen mấy chị. Ai lấy 4 đen chút 4 đen nè. Rồi mẹ bốn màu đen, rửa đây còn lại. Rồi bốn đen mấy chị ơi, bốn đen cho em nha, bốn đen. Như Ánh có mẹ be đen. Về xong báo chốt và hủy đó, hủy luôn chờ, hủy mấy be xém giùm em nha. Ủa bé chốt xong rồi có hủy nha. Như Kim có mẹ bốn. À, bé thấy màu khác cho bà hốt, bà hủy liền nè. Sẽ màu xém có vẻ ghê. Rồi, comment cho em là bộ này có hình chiếc giày nè. Comment em giày nu. Bà Lon có người chốt rồi chị ơi. Bà Lon chốt là bà Duyên Kim nè. Rồi, comment cho em mẻ này là mẻ giày nu nha mấy chị nha. Bộ chiếc giày màu nu. Đâu còn mẻ này nữa chưa lai đúng không? Còn mẻ này bỏ ra luôn. Rồi, giày nu cho em mấy chị, lấy giày nu, chốt giày nu. Bộ này phê lắm luôn á. 85.000 một bộ, không hốt là tiếc. Rồi giày nâu tiên nè, giờ còn mẻ gấu nữa là hết nè. Còn mẻ gấu nè mấy chị, gấu đen. À đây gấu đen chốt, gấu đen, gấu đen một lần đi riêng là 20 người, riêng là 20 người. Rồi gấu đen mấy chị, gấu đen cho em nha. Bộ này 62 xuống lại bao cơ. Giá rẻ cực kỳ, 85.000 thun thái mấy chị. Gấu đen nè. Gấu đen nè. Gấu vàng. Rồi gấu vàng kia mấy chị. Bộ vàng này nó lon mấy chị nha. Bộ vàng này nó lon nè. Rồi gấu đen, gấu vàng nè. Bộ vàng này nó lon màu nha. Rồi gấu đen, gấu vàng.
Em đang like bộ gấu đây. Rồi gấu điên của bạn bạn chậm quá. Bạn hỏi đủ thứ kem mà có kem gì cũng có hết đó. Chờ lấy em like được chốt nha. Rồi gấu hồng nhạt, gấu vàng, gấu đen, gấu hồng nhạt. Đó. Rồi gấu vàng, gấu đen, gấu hồng nhạt với gấu xám, còn 4 màu bộ gấu. Bộ gấu còn 4 màu nữa chị. Gấu em còn 4 màu. Rồi chị lấy gì cô? Gấu em còn 4 màu nha. Ai lấy gấu thì số này. Gấu vàng, đen, hồng nhạt, xám. Như ánh cái gấu vàng. Bên ấy lên mà coi được chậm hơn bên đó. Máy có thể sử dụng lại. Rồi mới chơi bộ này nó bị dính vào chỗ đường tỉ mây nè mới chơi. Cái này em không biết phấn mây hay là bút nó vẽ nữa. Đó, ngay đường mây nè. Em xem mới chị 75 ngàn nha. Bộ hồng lỗi 75. Bộ hồng lỗi 75 mới chị. Hồng lỗi 75 kê. Hồng lỗi 75 ngàn cho em nha. Ai lấy hồng lỗi chút hồng lỗi. Hồng lỗi 75 nghìn. Chị lấy hồng lỗi chốt hồng lỗi thì mày em nghe. Hồng lỗi 75 nghìn. Đưa cái cổ nó có bụng rồi. Này nó bằng bằng kia. Bây giờ cứ là rồi mới chị. Bộ này bộ nen giống ngày hôm qua nhưng mà thắt cổ. Nói chị nha, thắt có cổ nè. Đó. Bộ nen hàng xuất giống ngày hôm qua đó, nhưng mà nó có cổ nè. Em có hai màu đen với xanh hơn. Rồi ok. Rồi. Đấy, dây đút nằm bên trong nha mấy chị nha. 70 kg đổi về em có size 40 đến 70 kg, em có màu đen với màu xanh. Áo này chắc thun polo mấy chị. Hàng rất là phê luôn nha. 99 ngàn một bộ mấy chị. Ai lấy bộ nem comment giùm em là nem đen với lại nem xanh nha, có hai màu thôi mấy chị nha. Hàng này là hàng xuất dư có mã code nè. Giá của nó vài trăm ngàn, em xem mấy chị 99 ngàn. Hôm qua chị nào nhận bộ là biết rồi, đẻ chất rồi đó. Ai mà nhận bộ nem ngày hôm qua rồi biết rồi á. Rồi 70 kg đổi về em có size từ 40 đến 70 kg, 99 ngàn một bộ. Bộ nem cổ này em chỉ có màu đen với màu xanh hai màu thôi mấy chị. Quần chất nó coi giãn là bộ này chất đẻ lắm luôn mấy chị. Quần có dây khó kéo nè. Đó, bữa quê ai nhận bộ nem rồi cho em xin dòng phản hồi nè. Chị nè, bữa quê giờ nhận bộ nem rồi cho em xin phản hồi nè. 99 ngàn chất bao đỉnh nha. Quần coi giãn luôn mấy chị. Rồi ai lấy thì comment lên giùm em. Bộ nem kèm màu kèm ký, em có màu đen với lại màu xanh. Bộ nem kèm màu kèm ký mấy chị, em có màu đen với màu xanh nè. Nem đen, nem xanh nha. Kèm màu kèm ký mấy chị. Có quần mối cho chị lên. Rồi bộ nem kèm màu kèm ký mấy chị nha. 99 ngàn một bộ. Nem em có màu đen với màu xanh mấy chị. Ngày hôm qua ai chưa mua bộ cổ tròn thì giờ mua bộ này. Bộ cổ tròn hết em còn xe nhỏ thôi. Còn ai lấy thì comment lên giùm em mấy chị. Rồi bộ nem em có màu xanh với màu đen nha. 99 ngàn mấy chị nha. Em có màu xanh với màu đen 99 ngàn. Bộ nem cổ tròn thì em còn be màu nè. Nhưng có size 57 chiếu lại thôi. Rồi có size 57 chiếu lại thôi. Trần hồng có đơn. Quay xin tay không? Quay lấy tay lời để mất công. Rồi mới chị 5758 cứ đổi về giùm em nha. 5758 cứ đổi về. Bộ này là comment cho em là màu xanh nhạt mới chị. 99 ngàn một bộ. Em nói chị này 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 cũng dư chất đẻ lắm. Bao phê luôn mấy bè. Chất bao đẻ. Rồi ai lấy thì comment lên giùm em nè. Nó thun nữ từ từ đi chị ơi. Rồi ai lấy thì comment lên giùm em mấy chị. Thun nữ lẻ lẻ chứ đó bỏ nha. Đây nè, đây bên đây sao. Rồi ai lấy bộ nem thì comment giùm em mấy chị nha. 5758 cứ thôi giờ xanh nhạt nè. Rồi 5758 ký đổi về mấy chị màu xám nè. Đó, 99 ngàn bộ. Cái này em hết size rồi.
chị này nhận bộ này là biết chất rồi đó. Bộ này hàng hãng, hàng xịn nha mấy chị nha. Rồi em có màu xám, màu xanh nhạt với màu đen. Màu đen còn size 72kg lại hả? Rồi màu đen em còn size 72kg lại luôn mấy chị. Màu đen. Rồi 99.000 bộ nha, chị lấy thì chốt. Đó, bộ này em chị lấy thì chốt mấy chị. Bộ này em ai lấy thì chốt nè. Áo thun nữ nè. Em xem mấy chị, áo thun nữ đồng giá 49.000 luôn mấy chị nha. Đồng giá 49.000 luôn mấy chị. Rồi ai lấy comment thì em mẹ nu 40 cho đến 57-58kg đổ về. Comment em màu nu 49 nha. Thun nữ em xem đồng giá 49.000 luôn mấy chị nha. Chất rất là đẹp luôn. Em này bữa giờ em bán bây giờ còn ít em sale luôn đồng giá 49 nha. Rồi màu nu 49 với em nè. Chắc đẻ lắm luôn. Nu này em có 2 cái 40 đến 57-58kg nha. Rồi màu nu 49 nha. Em có 2 cái nè. Ai lấy màu nu chốt màu nu nè. Rồi màu nu 49 nha mấy chị. Ai lấy nu chốt nu giùm em nè. Nu 49. Rồi cô gái 49 ngàn nha, cái tay nó lật lai nè mấy chị. Đó, cái tay nó lật lai nè. Rồi cô gái 49 ngàn, ai lấy cô gái chứ cô gái thì mình. Cô gái 49 ngàn. Chị lấy cô gái chứ mẹ cô gái nha. Cô gái 49 ngàn. Cái này phơm ngắn mấy chị nha, cái này phơm ngắn nè. Héo này chị nào nhận là biết rồi. Chất rất là đẻ luôn. Đơn thủy có nâu 49. Rồi này phơm ngắn mấy chị nha, 57-58 chú lại. Còn bên em nâu tay 49.000 luôn. Rồi nâu tay 49.000 luôn mấy chị. Nâu tay 49k luôn nè. Ai lấy nâu tay chú em mẹ nâu tay nha. Nâu tay 49.000. Rồi vàng này phơm rộng 65 chú lại nha. Vàng 49. Vàng này phơm rộng mấy chị nha, 65 chú lại nè. Ai lấy vàng 49, chốt vàng 49 nè. Rồi 65 chứa lại mấy chị này phân rộng nha. 65 chứa lại vàng 49 giùm em. Ai lấy thì chốt nè. Nếu nay em chồng chị nhiêu ký, nếu nay em còn lẻ còn mấy cái thôi. Kim trên cái vàng 49. Đó, vàng mới mua đó. Mua 2 bộ rưỡi sẽ đây đó. Ok, kim trên có đơn nè. Rồi áo này mẻ số 6 quá trời, mẻ số 6 kèm màu nha, chất bôi riết 40-55-56kg lại, kêu 49.000 luôn. 6 xanh, 6 màu nâu tây, kêu luôn 49.000 mới trời, cố gắng lựa ít nhất 2 sản phẩm nha. Em hết vàng, ít nhất 2 sản phẩm giùm em mới trời nha. Rồi số 6 màu đỏ, số 6 màu vàng, rồi 49.000 mới trời. 49.000 giùm em, hiện về có cái áo xanh lộn bê con whisky. Đó chưa lai nè. Rồi chị lấy còn hơn em mẻ số 6 mới chị, 6 kìm màu. Rồi chị lấy còn bên em 6 kìa màu nha, 6 vàng mấy chị, 49.000 luôn nha. Chất bô rít nhà hàng rít đẹp theo 49.000 luôn, 6 nâu tây. Số 6 màu đỏ. Số 6 màu đỏ nha. Rồi số 6 màu xanh. Ai lấy 6 chốt 6 kìa màu mấy chị, theo 49.000, 40 cho đến 55-56kg. 40 đến 55-56kg nha. Rồi mẻ số 6 kìa màu nè. Che che ơi, tại cái cây la chim trong thì lại nghe cái đỏ điên rít ơi, cho đinh cọc hết xong cho đinh nữa để không có chỗ rồi gì cây la chim chết hết xong đinh chết rồi. Cái này phân rộng á chị, 65kg rửa về mẹ 7. Rồi mẹ 7 mấy chị, 7 hồng. Ai lấy mẹ 7 chứ mà 7 giùm em nè. 7 hồng. Bùi Hằng mẻ 6 vàng. Chị Bùi Hằng có vàng không có đỏ nha. Chị Bùi Hằng có vàng không có đỏ nha. Rồi sale đồng giá 49.000 một áo, chị cố gắng lựa hai áo cho em nha. Mẻ 7 nè, phơm 65 chứ lại phơm rộng nè. 7 màu da, 7 màu hồng và 7 màu trắng. 7 em có 3 màu da hồng trắng.
Rồi bảy em có be màu ve hồng trắng nha. Kim trên có mẹ bảy trắng. Rồi 49 em có be màu mới chị bảy. Vàng 49 em hết. Còn bên em mẹ 7 đi mấy trời, 7 trắng nè. 7 màu ve nè, con rộng nha, 65 chú lại ok. 7 màu ve nè. Chị Như Ánh có 7 không? Ok, chị Như Ánh này rồi, em còn trắng với lại ve. Mẹ 7 em còn trắng với ve mấy trời. 49 nè em theo luôn nè. Và trắng với ve mấy trời nha, 49 ve giùm em nè. Rồi mẹ 8 em có 2 màu mới được 49 ngàn luôn nè. 55, 56 chú lại nha. Chắc bôi rít mới được 8 trắng, 8 đen. Rồi 8 trắng, 8 đen dùm em nha. 8 trắng, 8 đen mới được 49 ngàn éo. Cố gắng lưỡi tiếp 2 éo nha mấy chị, 2 sản phẩm để lên đơn nha. Rồi 8 trắng, 8 đen nè. Rồi mẹ 9 trắng thì em mới được 40 cho đến 55, 57 phía lại chắc Boris mấy chị nha. Boris cơm ôm, cái này dễ mặc lắm, chắc bao đẹp. Rồi mẹ số 9, 9 trắng theo 49 nè. Mẹ 9 màu trắng nè, 9 trắng nè. Rồi mẹ số 10 nè. Rồi mẹ 10 cho em mấy chị nha, mẹ 10. Ai lấy 10 chốt 10, 49 nè, mẹ 10. Chị lấy 10 cho em mẻ số 10 nha. Mẻ 10 49 ngàn. Quần em còn size nhỏ thôi chị ơi. Quần em còn size M à. Rồi mẻ 11. Mẻ 11 mới chị. Phải chị Như đi. Anh có mẻ 7 ve. Rồi mẻ 11 mới chị ơi, 11 cho em nè. 11 nha. 11. Hình như phải em có 11 nè. Rồi 12 mấy chị, 12. Theo có 49 ngàn không mấy chị ơi. 40 đến 55, 57 gì nha. 55, 57 ký đổi về mấy chị. Chắc Boris nha, 12. 12 dùm em nè. Rồi quần ngố này em còn size M thôi, 47 ký lại theo 45 ngàn, ngố M 47 ký lại nha. Em theo mới chị 45 ngàn. Ai lấy ngố mờ chút, ngố mờ nè. Hàng ngố nâng mông e shop nè. Cái này em còn ít thôi, em theo rẻ luôn. Cái này em còn size mờ thôi mới chị 47 ký đổi lại. Chị Văn Trương cho lại số chốt 12 nè. Chị Văn Trương lên lại số chốt 12 nha. Ok chị Văn Trương nè. Mấy chị khách mới nhớ, đơn mới nhớ kèm số điện thoại giùm em. Rồi quần ngố mấy chị. Ngố em éo mấy chị 45 ngàn. Ai lấy ngố chốt, ngố 45 ngàn. Ngố 45 ngàn. Chị Vân Trương có 12 nè. Rồi cái này số 13 cho em mấy chị ơi, 13 màu vàng không. Rồi này số 13 mấy chị, 13 dùm em nha. 13, 13, 49 ngàn đồng giá mấy chị nha. 13 nè, lấy 13 chốt 13 nè. Rồi cái này mấy chị 57, 58 chứa lại mẻ số 14. Rồi hôm nay tăng vàng, mất chút vàng không mấy chị. Lĩa lĩa còn vàng không. Rồi mẻ số 14 mấy chị ơi. Ơi đừng có ré cái cây lai dữ nha. Kéo điện thoại xe ra khỏi cây lai. Rồi mẻ 14 cho em mấy chị, 14. Mày giống đây không? Kim Trinh có 14, rồi 15 mấy chị, 15. 15 cho em nè. Rồi 15, 15. Đưa cho nó khác cho nó vàng quá. Duyên Kim có 15. Rồi be lỗ còn 2 cái, bé đẹp 49 ngàn luôn nè. Be lỗ này mới chị 40-60kg ok luôn ha. Duyên Kim có 15 nè. Rồi mới chị hết 15. Rồi ai lấy cái này comment lên giùm em be lỗ 49 ngàn. Be lỗ trắng có 2 cái. Be lỗ này đẹp lắm mấy chị, chắc bao phê 40-60kg ok luôn ha. Nãy giờ chưa review gì? 12 hả? Cái gì? Em thích nó ghê. Vậy chút nữa bữa chiều nay có không mày ơi, ta like xong 4 giờ ta nghỉ. Người ta chốt đơn ta có hàng 6 giờ xe nó mới chở thì ngày mai người ta mới đi giao hàng chứ. Ở đâu mà lát nó có hàng luôn. Đang like mà sao có hàng luôn.
nhiều bè mua hàng thì nôn như nước đổ vậy, còn nhiều bè hàng tao cũng thèm nhận với đâu chứ, đúng là cuộc đời đúng không? Muốn cái kéo ơi, giờ này mới đang like mà hỏi chiều nay có hàng không chèn ư? Tới số mấy rồi chứ? 15 hả? Rồi 16 mới trời, 16 nè, 16 hồng, 16 vàng. Không có đâu chị, chiều nay em mới like, đang like đây mà ở đâu mà có chiều nay chị nhận được hàng. Chiều nay bên em mới gọi chốt thôi. Rồi 16 đen. Có nhà thì mua hàng để có trách nhiệm mua hàng thì nhờ người nhận đi. Ok, hình như phải em nè. Rồi 16 đen, vàng trắng. 49 ngàn mới chị. 16 đen, vàng trắng, 49 ngàn. À lấy 16 chút, 16. Hát cái mặt đẹp mà nãy giờ hai hỏi thăm đó mặt xương. Rồi 16 đen vàng trắng mới chị. Hình như Phạm có 16 đen. Rồi 16 còn vàng trắng. Vâng, chưa có 16 trắng. Ok, 16 còn vàng trắng mới chị. 49 ngàn. Còn vàng trắng mới chị ơi. 16 còn vàng trắng 49 ngàn. Mấy cái đó chị bán mỗi là coi không không sao. Nó móc lên mình ra thì thấy không? Nó câu buồn phối ruột luôn, nó đen ngốc sữa chứ. Rồi 16 em còn vàng với trắng. Em nói với chị á, bên em bán hàng á, cái nào lỗi em tặng trực tiếp trên like, không bao giờ em cố tình em gửi hàng lỗi cho mấy chị. Mấy chị lỡ có nhận phải cái nào bị lỗi, nó bị sơ xuất á, thì cứ gửi lại em đổi hàng khác. Đừng nói những lời khó nghe nha, làm đau lòng nhau mới bè nha. Em đâu có muốn là em muốn mấy chị nhận hàng là ưng 100% nha. Chị Duyên Kim một lần nữa là em sẽ đơn chị nha, em không lên đơn nha. Nha, chị đổi một lần nữa là em sẽ đơn chị, em không lên đơn nha. Em nói trước á. Lâu lâu chẳng qua sự cố là nó mới trúng hàng lỗi gửi cho mấy chị thôi. Gì mà nói em sao gửi cho cái gì, cái dĩa lau nhà. Cái áo nó bị lỗi, nó bị ướt á mấy chị, nó bị ẩm á. Thì nó để trong bị lâu, không có mở ra, không biết thì nó móc lên. Thì cứ like màu trắng thì cứ trắng bóc thôi, nó đâu có để ý. Sự cố y 2k không ai muốn mới về. Chậu nhắn tin chỗ em sao gửi cho cái dĩa lau nhà nó mới về. Cái gì cũng giải quyết được hết á, không có cái gì không giải quyết được. Cái gì không giải quyết được bằng tiền, nó sẽ giải quyết được bằng nhiều tiền nha. Nên đừng nói những lời khó nghe làm đau lòng nhau. Nhiều người hỏi chờ quần áo gì mà như dĩa lau nhà xem gửi cho chị. Ồ, nói một câu mà em biết trả lời sao luôn á. Rồi áo này phơm ngắn ngắn mới chị nha. Áo này phơm ngắn ngắn nè, theo luôn á chị, 49 ngàn nha. Phơm lũng này rất là đẹp, của bà nào thấy em mặc là biết rồi á. Còn bên em ngắn hồng ngắn trắng 49 ngàn, ngắn hồng ngắn trắng ngắn đen hai màu luôn. Ngắn hồng ngắn trắng ngắn đen giùm em mới chị. Ngắn hồng ngắn trắng ngắn đen nha. Rồi ngắn hồng ngắn trắng ngắn đen nha, chị lấy thì chốt. 49 ngàn mới chị nha. Áo ngắn em có ba màu, trắng hồng đen. Cái này chắc có tôm khô giùm em nè. Đó, chị nào nhận rồi biết chắc có tôm khô. Rồi áo ngắn trắng hồng đen, chị lấy thì chốt. 49 ngàn đồng giá nha mấy chị nha. Cái này nó giống cái nhẽ mấy gì đó không? 16 đó. Tự nó đó. Nãy chị không có quen. Nó tới 17 đúng không? Rồi mẹ 17 mới trời. Ai lấy 17 chốt 17 giùm em nè. 17 đỏ, chốt vô riết nha. 40 đến 55, 56 ký lại nha. 55, 56, 57 ký lại tùy phân người. Cái này phân hơn mới trời. 17, 17 em có đỏ, đen, trắng, cái màu nâu tây. 17 kèm màu mới trời. Đỏ, đen, trắng, nâu tây. Rồi 17 kèm màu giùm em nha. Chất rất là đẻ luôn nè. 49 ngàn em kêu luôn nè. 17 đỏ đen trắng nâu tây. Rồi chị lấy thì chốt mới chị 17. Chị bùa thì hàng có đỏ. Rồi hết đỏ. Em còn đen trắng với nâu tây mấy chị. 17 kèm màu. Mấy cái này chưa lai bắt mở lên. Rồi
Rồi 17 kèm màu mới chị. Vừa này đúng không? Rồi 17 kèm màu mới chị nha. Lấy cho chị. Đúng không? Cái hồng kia là khác cái hồng gì? Rồi ai lấy thì comment lên nhiều em nè. Rồi đủ 5 bộ nè. 17 nâu cho chị Vân Trương nè. Vân Trương 17 nâu nè. 17 em còn trắng đen. Rồi 17 em còn trắng đen mấy chị ơi. 17 em còn trắng với đen nha. Nhông re nó đen re chờ nó đi. Rồi 17 em còn trắng với đen mấy chị. Chị Tôn An có đơn nè. Đen trắng nè. Có 49 ngàn áo không mấy chị. Rồi 18 đỏ. 18 đỏ treo đồng giá 49 ngàn. Cố gắng lựa hai áo dùm em mấy chị nha. Xong em lên quần đùi cho mấy bè phối luôn nha. Xong lên quần đùi cho phối luôn nè. Rồi 18 đỏ dùm em nè. 18 đỏ mấy chị nha. 18 đỏ. Ai lấy 18 đỏ chốt 18 đỏ. Rồi 19 em mới được. 19. 19 em có màu vàng này, chất body nha, 40 đến 55 57 kg là ok nè. Form cổ vuông rất là đẹp luôn, tay phối nè. 19 em có vàng. 19 xanh. 19 xanh. 19 đen. Cố gắng lựa mỗi người hai áo giùm em đi mấy chị để đủ đơn nha. Rồi 19 hồng. Và 19 trắng. Hình như bạn có 19 xanh. Hết xanh. Rồi 19 trắng. Ai lấy thì chốt mấy chị. Rồi 19 lặp lại màu nè. 19 em có màu vàng nè. Có 49 ngàn không mấy chị ơi. Này em sẽ giá quá rẻ rồi. 19 em có màu đen. 19 em có màu màu hồng. 19 em có màu trắng. Rồi 19 kèm màu mấy chị ơi. 19 kèm màu giùm em nè. Cố gắng lựa ít nhất hai áo cho em mấy chị nha. Chất rất là đẻ luôn, chất boris mấy chị. Này là chất đẹp luôn. Rồi 19 kèm màu giùm em nha. 19 ai lấy 19 chốt 19. Trắng vàng đen hồng. Rồi trắng vàng đen hồng. Rồi, đồng thể có 19 trắng. Trắng vàng đen hồng mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt. 19 kèm màu nha. Trắng vàng đen hồng. Chị Vân Trương có vàng. Rinh lưng cao. Không có rinh lưng cao, có rinh lưng thun mà em ơi. Rồi mấy chị, quần đùi nhà em treo mấy chị 59 ngàn một quần. Đùi tuyết mưa mấy chị nha, lưng thun ngoài sau. Đủ size từ 40 đến 57 kg. Em còn 3 màu. Màu này màu hồng giùm em nè. Đùi hồng kèm ký mấy chị, vải tuyết mưa giùm em nha. Rất đẹp luôn, lưng thun ở sau dễ mặc lắm. 40 đến 57 kg có size. Em có màu hồng nè. Em có màu bò nè. Với lại màu xanh đen. Là 40 đến 57 kg có size 59 ngàn một quần mấy chị. Quần này dễ mặc lắm, rất là đẹp luôn. Dễ phối đồ nữa. Rồi ai lấy quần này thì cờ mơ lên thì em mới chị 59 ngàn đồng một quần. Chị lấy thì chốt 59 ngàn một quần giùm em nha. Ai lấy thì cờ mơ giùm em nè. Xanh đen. Xanh đen kèm ký mấy chị. 40 đến 57 ký hàng này có size. Cái sau nó có lưng thun nha. Cái form nó rất là đẹp luôn nè. Rồi xanh đen nha. Màu hồng nha. 40 đến 57 ký em có size nha mấy chị nha. Màu hồng. Rồi màu bò. Màu bò mấy chị, rất là đẹp, nữ đèn quần có túi nha. Đấy, quần này em bán rất là nhiều rồi, bây giờ còn mấy cái cuối cùng nè. Rồi 59 ngàn cho em nha, màu bò. Màu nâu nè, em có size 47kg đổ về. Màu nâu nè, em còn size 47kg đổ về, màu nâu. Cho chị coi lại áo mẻ 19. Rồi ai lấy màu nâu, chốt màu nâu, màu nâu còn size 47kg đổ về. Rồi 19 em còn 3 màu. 4 màu. Xanh đen chứ không phải đen chị ơi, xanh đen nha, size L tầm cho mấy chị 52kg đổ lại nha. 52, 53kg đổ lại thôi. Size L 57kg đổ lại.
màu đó xanh đen chứ không phải đen đâu chị, em còn màu hồng, màu bò, màu xanh đen, một có màu nu nữa mẹ, con có màu nu sao vậy. Rồi áo 19 nè chị, xanh đen chứ không phải đen nha chị, em không có đen. Vì áo mẹ 19, rồi áo mẹ 19 nè, 19.000 cho em. Rồi 19 trắng nè, màu nu còn sao gì, ok xanh đen. Rồi to nè xanh đen, xa lờ mười chín bốn áo chị Kim Phạm cho em số chị ơi, cho em số nè, có chị khách mới đơn mới kèm số giùm em đi. Bốn áo thì hiện tại em còn đen với vàng, chị Kim Phạm cho em số điện thoại nha, 19 em còn đen với vàng. Chị em có 49.000 một áo nha, mẻ số 19, 49.000 một áo chứ không phải 19.000 một áo nha mấy bè nha. Nhưng 19.000 mua bốn áo thì tôi 49.000 đồng giá áo, áo em đang sale đồng giá là 49.000. Mẻ này là mẻ số 19. Mẻ 19 kèm màu nha. 19 màu vàng. Rồi, 19 màu đen. Chị lấy mẻ 19, còn bên mẻ 19 kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Mẻ 19 hồng. Nha, 19 màu hồng và 19 màu trắng. 49.000 một áo. Nghe 19 nó 19.000 áo vô hút hết thì chết luôn á. Rồi. Nhiều cái chị tưởng 19.000 mà sẽ hết đi em. Chết luôn. Rồi 52 chứng lại, comment cho em nè, quần màu nâu. Màu nâu này có size 52 chứng lại nè, quần màu nâu nè. Màu nâu 52 chứng lại, quần màu nâu cho em nha. Con em cho áo đi em. 19. Ok, 19 đen cho chị Tôn An nè. Rồi mấy chị quần nâu của em có size 40 đến 52 kg ML nha. Ai lấy quần nu chốt quần nu. Đó, chừng nào bé ghi lại rồi, chừng nào bé ấy chốt không có chốt. Rồi bộ ngố. Chị Bùi Hàng có 19 không? Ok, 19 em hiện tại còn vàng, đen, trắng. 19 còn vàng, đen, trắng mấy chị. Bộ ngố Thái 40 đến 60 kg, sale 95.000. Nha, comment giùm em là mẻ ngố, ngố hồng. 95.000 mấy chị, bộ ngố này thun Thái nha. Ngố hồng 95 che cho em nè. Lấy ngố hồng, chốt ngố hồng nha. 95.000, chút áo cổ ra cho em. Rồi ngố hồng 95.000. Lấy ngố hồng, chốt ngố hồng giùm em mấy chị nha. Bộ thun Thái 40 đến 60 kg là ok, bộ ngố là phơm như mẫu mặt đây nè. Áo phơm rộng quần ôm. Đấy, phơm y xì của mẫu nó mà. Rồi chốt lên giùm em mẻ này là mẻ ngố hồng. 95.000. Bộ ngố là 40 đến 60 kg mặc vừa, ai mặc cũng được, bộ ngố không có size đâu mấy chị. Cái đó ai mặc cũng được hết á. 40 đến 60 kg là mình mặc ok. Áo phơm rộng quần ôm nè. Ai mặc cũng được hết á. Cái áo quần phơm nó rộng nè. Đó, quần nó ôm. Chị Trâm thì lại nghe các bạn. Rồi ai lấy comment cho em là mẹ ngố cam, 40 đến 60 kg là ok nha. Cháu tôi nó có bé Ngọc, nó có bé 7 kg à. Mày nó mặc đẹp như mơ. Nó thích mặc áo phơm rộng quần ôm là mặc được hết. Rồi. Lai Mi có ngố cam. Lên nha, đưa chị bộ này. Rồi ngố xanh đậm giùm em mấy chị, ngố xanh. Bây giờ quá. Nhìn xung quanh toàn rác. Rồi ngố xanh giùm em nè, hết ngố cam rồi. Thế nữa bà phụng, bà phụng tám, bà phụng bà tám tút này ở đâu, bà phụng bà tám của mẹ. Bây giờ quốc có chầu có đỡ xong bé xin lỡ em xẻ hàng á. Mẹ đâu như bà phụng bà tám. Bây giờ bà quốc bộ nào bà cũng chốt, bà chốt quá chầu quá đất, cuối cùng mới xẻ hàng á. Tôi hờn luôn, mẹ đâu vậy, mẹ đâu vậy, bà phụng bà tám, mẹ ở tỉnh nào. Bà quốc quá chầu quá đất xong cái chiều bà xẻ hàng ở nhà tôi nó khóc á. Ở đâu cho chị cục ngố tiếp em. Rồi điểm cục đó vô đây, cục đó đủ màu lên. Bè ở tỉnh nào? Bè ở xe mà bè vô khách mới mà vô quốc tí ly cái màu bè xe khóc rồng luôn á. Khóc thành dòng sông luôn. Rồi nãy mẻ 19 đúng không? Giờ mẻ 20. Ừ, vô không hỏi chút tí chốt đại chốt xong cái xẻ hèn à. Mẹ bè ở tỉnh nào đi? Cục này đi.
Rồi mẻ chốt 20. Mẻ 20 chốt 20. Không biết hỏi thì chốt hàng cho chốt xong cái bè xé bè em nhận chết tôi luôn á. Rồi mẻ 20 mới chạy 40 tới 60 phiếu ok. Mẻ 20 nha, 20 hồng. Bộ ngố mới chạy ngố là 40 tới 60 phiếu ok nha, 95.000. Rồi 20 hồng. Mẻ 20 hồng chốt 20 hồng giùm em nè. 20 hồng. Mẻ 20 hồng chốt 20 hồng nha. Rồi 20 kem. Ừ. Các bạn khách mới về vô và chốt về làm bữa tôi làm cái mất hồn. Rồi 20 kem. Chiều chốt đơn nhớ cọc nha, 50.000 đi, còn xong rồi khỏi đi nha. Khách mới mà làm quen quen trước rồi mới biết là như thế nào nha, chưa làm quen chưa biết. Rồi 20 kem mới chị. 20 kem cho em là 95.000, 20 màu kem. Chị đang in mình không có ra. Rồi ok. Ngố xanh ngố kem cho chị Phụng nè. Rồi 20, em còn màu hồng. Rồi mẻ số 21. 21 này size 65kg nha mấy chị nha. 21 này size hết luôn nè. 21 này 50-65kg ok nè. Mẻ 21 này 50-65kg ok luôn nha. 65kg mặc được luôn. 21 xanh. 21 xanh mấy chị nha. 50-65kg ok luôn nha. Còn ngố xe nhỏ từ từ nha mai tới. Rồi 21 xanh. 21 xanh chút 21 xanh nè. 21 màu xanh. Ôi còn cục này nhỏ bưng bưng lên. Rồi 21 màu kem. Rồi 21 màu kem. Hồi nãy chị sẹt ra hai cục của chị này cho em mở về đó đi. Rồi 21 màu kem mấy chị này, 65 xuống lại ok luôn, bộ ngố thông thái nha. 21 kem nè. 21 màu kem. Rồi cái này còn bên em ngố ruốc mấy chị, 40 đến 60 kg ngố ruốc. Ngố ruốc 40 đến 60 kg. Ừ, đấy phải xuống. Rồi ngố ruốc 40 đến 60 kg ngố ruốc cho em mấy chị, ngố màu ruốc. Ngố màu ruốc nha. 40 đến 60 kg nha. Ngố ruốc cho em nè. Ok chị Phụng có ngố ruốc nè. Đưa cho chị cục dưới cùng. Dưới cùng. Đó. Rồi mẻ này mẻ số 22 đi mấy chị. 22 đỏ đô nè. 22 đỏ đô mấy chị. Màu này màu đỏ đô nha. 40 đến 60 kg mấy chị nha. Mẻ 22 màu đỏ đô. Cái này nó thêu nha. Hoa cúc này nó thêu mấy chị. Rồi 22 đỏ đô nè. 22 màu cam đất nè. Mẻ số 22 tim mấy chị nha. 22 màu cam đất nè. Chị Lan My có đỏ đô. Hàng những thị có ngố in chữ không? Hình đây chị. Nó như này nè. Đơn giản nè. Rồi còn bên em mẻ 22 kem đất. 22 kem đất nè, 22 vàng. Mẻ 22 kèm màu. Rất là đẹp luôn. Chữ chỗ này cái hoa nó thêu, cái chữ nó thêu mấy chị nha. Phong thái mấy chị có 95.000 thôi. Bộ này người ta còn bán trăm mấy đó mấy chị. Đi những shop khác bộ này ta bán trăm mấy, còn hai bán 95.000 đâu. Ngố thái đó mấy chị. Rồi 22 vàng. 22 xanh. Phụng có 22 vàng. Rồi 22 xanh nè. Có 95.000 bộ luôn mấy chị ơi. 22 màu xanh. 22 màu xanh kem nha. Rồi 22 màu hồng. 22 hồng. Chị Hải Nguyễn Thị còn kem đất. Ok chị có kem đất. Hết vàng nha, chị người Hải Nguyễn Thị chốt được màu kem đất thôi nha. Có kem đất không vàng. Chị Lai My có 22 hồng. Ok. Đưa cho cục đó lên. Rồi 23, 23 em có màu bơ với màu kem. 23 em có màu bơ với màu kem nha. 95.000 một bộ mấy chị ơi. 40 đến 60 kg ok nè. 23 nè.
23 em có màu bơ với màu kem. Nha. 40-60kg là mình mặc vừa bộ ngố nha mấy chị nha. Rồi 23 cho em nha. Còn có 23 bơ. Ok. Em còn 23 màu kem. 23 màu kem mấy chị. Em còn 23 màu kem nha. 24. 24 có kem với hồng. Nó là bộ lon màu nha mấy chị nha. 24 là bộ lon màu. Giá kem giá 165.000. Đó, hàng này mới xuất ra đến trăm mấy không chứ không ra đến 95.000 đâu. Rồi 24 màu hồng, kéo lon quần đen. 24 hồng nha. 24 hồng. 24 kem. Rồi áo lon quần đen mới chị nha, 24. Màu hồng với lại màu kem. Ok, chị cũng có 24 hồng nè. Chị Lan ơi, có bạn thử được ở chỗ hầm bè bờ hết rồi nha, Lan mi hết nha. Rồi 24 màu kem. 24 kem. Đưa chị cục đó nè, sao đi. Rồi 24 màu kem, hồng mình của lâu lắm ghê. Bộ này một màu. Máu vàng hoa cúc hết rồi. Máu vàng hoa cúc hết nha. Sao nó kỳ vậy? Rồi, cái này 25. 40-60kg mấy chị. 25-95 ngàn. 40-60kg nha, 25 mấy chị, 95 nghìn. 40-60kg ok nha. 25 cho em. 25 có be bộ, màu này rất là đẹp luôn. 25 em có be bộ. Rồi 25 cho em nha mấy chị ơi, 25 bộ ngố 95 ngàn một bộ. Mẻ số 25. Để em còn sai bộ luôn. Có be mà sai bộ rồi, có be này là size 50-65kg nè. 50-65kg. Rồi bò hết mấy chị, 50-65kg nha, bò hết. Màu bò hết thì như nè. 50-65kg. Ai lấy màu bò chút, màu bò hết nha. Chị nào 50-65kg thì chốt màu bò hết. Rồi màu kem hết giùm em nè, kem hết nè, có hình sau. 50-65kg màu kem hết. Ai lấy màu kem, chốt màu kem cho em. Màu còn kem có bò. Này 50-65kg là ok mấy chị nha. Kem. Vàng. Cho hết cho người 50-65kg mấy chị nha. Cho hết cho chị nhà 50-65kg là ok. Vàng. Ai lấy vàng, chốt vàng. Rồi vàng mấy chị, để lấy vàng chút, vàng 2x nè. Vàng có 2 bộ. Chị cũng có vàng. Có áo khoác nha, nhưng mà áo khoác size to không à. Chị nhiêu ký, khoác em có size 58-65kg. Rồi mẻ số nhiêu quên nè. Rồi mẻ này mẻ 26 mấy chị. Có đồ gì? U57 tuổi không? Dạ có đồ U57 tuổi. Nhưng mà bao nhiêu ký hả chị? Quần lít kim dài em còn size 40-50kg. Rồi mẻ số 26 nha, mẻ số 26. Rồi quần lít kim nâng mông dài size 59 ngàn, em còn size 40-50kg thôi. Còn size 40-50kg thôi mấy chị. Còn size 40-50kg thôi, size 59 ngàn một quần. Cảm ơn em mẻ dài kèm ký. Ai lấy dài chút dài kèm ký nha. Dài kèm ký nha mấy chị ơi, ai lấy dài chút dài kèm ký giùm em. Dài kèm ký. Áo cổ này còn mấy cái em siêu luôn nè. Chị lấy dài chút dài kèm ký nha. Rồi
Cái này em bán cho mấy chị với giá 59 ngàn. Cảm ơn dùm em mẹ cổ vàng 59. 55, 57 cái loại ok mấy chị, cổ vàng 59 ngàn. Cổ vàng 59 ngàn mấy chị, 55, 57 cái loại ok. Ai lấy thì chốt em mẹ cổ vàng 70kg không có chị, em không có hàng 70kg đâu. Rồi chị lấy cổ vàng, chốt cổ vàng dùm em nè. Cổ vàng 59 ngàn. Ai lấy cổ vàng chốt em mẹ cổ vàng. Rồi cảm ơn dùm em mẹ cổ hồng 65 chứa lại mới trời 59 ngàn em xem luôn nha. Éo này chắc khung bolo hàng đẹp. Hồi bữa giờ bán 79 ngàn giờ hết rồi, kia 59 ngàn đấy. Rồi ai lấy cảm ơn em mẹ cổ hồng. Cổ hồng 59 ngàn 65 chứa lại. Rồi éo cổ màu trắng mới trời 50-57kg cổ trắng. 50-57kg cổ trắng nha. Chị lấy cổ trắng chút cổ trắng 50-57kg cổ trắng. Chị nào có con gái 35-45kg mua cho con gái bọn. 35-45kg mua cho con gái bọn nha. Gái chị nào 35-45kg thì chốt. Cảm ơn em bộ bí cam đất kêu 49 ngàn. Tâm thái luôn mấy chị, có tâm thái nha. Bộ bí màu cam đất nè kêu 49 ngàn. Bộ bí cam đất, bí rêu, hàng đẹp kêu 49 ngàn mấy chị, 35-45kg. Bí cam đất, bí rêu hai màu, bộ bía màu kem đất, bía màu rêu nha. Ai lấy thì chốt. Em lấy áo tiếp nè. Rồi 40-57-58kg áo nâu tay, đồng giá 49 ngàn một áo nha. Áo nâu tay mấy chị, đồng giá 49 ngàn một áo nha. Áo em có nâu tay với vàng, 49 nâu tay, 49 vàng. Rồi 49 nâu tay 49 vàng cho em mấy chị nha. 49 nâu tay 49 vàng. Áo này 40-57-58kg đổi về. 49 nâu tay 49 vàng. Rồi mẹ số 27 mấy chị, mẹ số 27 giùm em là 49 ngàn luôn. 27 em có màu đỏ, màu đen với màu nâu tây. Rồi 27 đỏ đen nâu tây mấy chị, 27 kèm màu 49 ngàn nha. 40-55-57 xuống lại chất bô rip. 27 kèm màu, màu đỏ, màu đen với màu nâu tây. Rồi màu đỏ, màu đen với màu nâu tây nha. 27 kèm màu 49 ngàn. Giờ lấy mẻ 27, chút mẻ 27 cho em nè. Nâu tây nè, đỏ nè, đen nè. Rồi 27 kèm màu cho em mấy chị nha. Mẻ số 27, 27 kèm màu 49 ngàn một áo mấy chị nha. Cố gắng lựa ít nhất 2 sản phẩm dùm em nha. Mấy chị vô lựa 1 cái, 1 cái không chốt được đâu. Phan xe len lựa 1 cái đi nha. Mấy chị cố gắng lựa 2 sản phẩm kia nha. 28 màu đỏ, 28 đỏ mấy chị, 40-55-57kg 28 màu đỏ cho em. Ai lấy 28 đỏ chú, 28 đỏ. Rồi 28 màu đỏ nha. Ai lấy 28 đỏ chú, 28 đỏ mấy chị. Rồi 29 nè, màu trắng nè. Rồi 29 trắng, chị lấy 29 trắng chú, 29 trắng. Rồi 29 màu trắng nha. Ai lấy 29 trắng chú, 29 trắng cho em. Rồi mẻ số 30 em có hai màu mấy chị. 30 em có màu vàng với màu trắng. 30 vàng trắng, 30 vàng 30 trắng. Rồi 49 ngàn một áo mấy chị, 40-55-56 cứ lại nha. 30 có màu vàng với màu trắng nè. 40-55-56 cứ lại ok.
Rồi mới từ quần tây nè. Quần tây 79 ngàn một quần đen, em còn màu nâu với lại màu màu nâu với màu bò. Rồi màu nâu này em còn size 58 kg rưỡi về. Màu bò em còn size 62 kg rưỡi về. Nha. Cái nào cũng chuẩn về đẹp hết em. Dạ cảm ơn chị Lê Dứa nè. Rồi mấy chị, quần em có, em còn màu nâu với lại thôi nè, sao mà cái này đến sai rồi mày. Thôi nè, cái này ở trong ruột mình thấy nó hoài tiếp L, chỗ đây chị L. Mày đo bằng cái M, chị nói rồi. Đo bằng cái M. Rồi mới trời, quần nâu tây, quần màu nâu nha, màu nâu với màu bò. Rồi quần màu nâu với màu bò mới trời. Màu nâu em còn size 58 cho đến 65 kg rồi chị, có khoảng nói em lên cho. Bộ ngố vàng. Không bà ơi, không có nha. Khi đọc tên mới có, hoặc là nhận tin nhắn mới có đơn nha. Rồi. Màu nâu em còn size 58 chứ lại. Màu bò em còn size 62 chứ lại, 79 ngàn một quần cho em. Em mới chị nha. 79 ngàn một quần tay cho em mới chị. Quần tay form rất là đẹp luôn, 79 ngàn một quần. Em xem mới chị 79 ngàn. Rồi em xem mấy chị 79 ngàn mấy chị nha. 79 màu bò, 79 màu nâu. Kèm ký cho mấy chị, em đủ size từ 40 cho đến màu nâu là còn size 40 đến 58 kg. Màu bò còn size 40 đến 62 kg. Em bán cho mấy chị với giá là chị lấy xẻ tóc bơ đúng không? Còn không? Còn hủ. Ok, xẻ tóc bơ 50 ngàn. Rồi 79 ngàn một quần tây mấy chị, ai lấy thì chốt. Mẻ số 25 đây. Bơ nó không có hàng đặt bữa giờ. 40 đến 60 kg mấy chị. Mẻ 25. 95 ngàn nha, 40 đến 60 kg mấy chị, mẻ 25 95 ngàn. Mẻ số 25. 95 kg nha. Ai lấy thì chốt, mẻ 25 95 ngàn. Rồi mẹ số 25 nhìn em nè, em có 3 bộ. 25 là màu xanh dây ghê nè. 95 nghìn nè, mẹ số 25. Ai lấy 25 chút 25. Đi chị cập đen. Số 30 giùm em mấy chị, mẻ số 30. Rồi mẻ 30 nha, ai lấy mẻ 30 chút, mẻ 30. Rồi mẻ số 30 mấy chị. Rồi 95 ngàn bộ này, mẻ số 30 cho em là bộ 30. Rồi bộ này mẻ số 31 nè, bộ 31 giùm em mấy chị. 40 đến 60 kg 95 ngàn thun thái nha. Bộ này 31. Hết xẻ bơ rồi chị, giờ còn xẻ dừa thôi. Còn hủ dừa, hàng em đặt không có. Con béo đến đây. 30 em có 30 xanh với 30 kem mấy chị nha. 30 em có màu xanh với màu kem nè. Xẻ 30 em có màu xanh với màu kem nha. 30 màu xanh với màu kem. 31 nó màu đỏ đô đó mấy chị. Rồi 32 nó màu xanh lé nè. Rồi 32 cho em mấy chị nha. Bộ ngố 40-60kg ok, chữ sale.
B2 giùm em nè. Lấy B2 chút, B2 nè. Chữ theo mấy chị nha. Em không có đồ thể thao nữ. Thể thao nữ là đồ nào? Chị xin đang nói về đồ nào. Xẻ tóc hiện tại em còn xẻ dừa thôi chị, 50 ngàn một củ, hương dừa. Nó cũng hàng Thái nhưng mà nó hương dừa nha. Chị Lam ơi, cái B2. Rồi mấy chị, về giữ ngang, hiện tại em còn 5 chép thôi. Đó, em bán hết đợt này là em không có nhập nữa. Mấy chị mua để dành nấu. Mùa nắng này uống rất là mát luôn, tốt cho sức khỏe và còn đẹp da nữa. Một chiếc xét về giữ ngang này là 400g nha. Em bán mấy chị 45 ngàn. Trong này nó có 13 vị nè. Đường phèn nè, hạt sen, lông nhãn, hạt chia, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỳ tử, rồi gì nấm tiết, tiết yến, bồ mễ, 13 vị trong này mấy chị nha. 45 ngàn một xét, còn 4 xét cuối cùng thôi. Mình dùng 4 xét, nãy được lấy được kia 2 xét, còn 4-5 xét cuối cùng. Đấy, 29 ngàn. Chị nào mà hay nấu chè này uống mát ngon, mấy chị mua để dành. Em hết đợt này là em còn mấy bị em sẽ là không nhập nữa nha. Em ngưng bán mấy cái mặt hàng đồ ăn nè. Rồi chị lấy thì chốt mấy chị 45 ngàn một xét chè nha. Ai lấy xét chè thì chốt nè. Rồi bánh gấu với lại chùm ruột em sale cho mấy chị luôn 40 ngàn một hộp. Hộp nửa ký nè mấy chị. Chùm ruột xíu muội nè. Với lại bánh gấu nhân kem em sale cho mấy chị với giá là 40 ngàn một hộp luôn. Đấy chị lấy thì chốt. Em sale hết là em không có bán nữa. Nè, lưỡi nghe có sẻ dừa. Ok, đây còn hũ đây. Rồi, ai lấy cái này comment em gạo lứt mấy chị. 25 ngàn một hộp gạo lứt nè. 25 ngàn một hộp gạo lứt mấy chị nha. Gạo lứt này em sale, hôm bữa bán 35 ngàn, bây giờ em sale lấy vốn 25 ngàn. Một hộp gạo lứt mới chạy về, nó sấy sẵn rồi, giờ mới chị cần đổ ra và ăn thôi. Mình ăn một chén gạo lứt vào buổi sáng, hỗ trợ giảm cân, nhưng mà nó vẫn đầy đủ chất cho mấy chị, giảm cân, đủ chất dinh dưỡng nha. Gạo lứt ăn rất là tốt cho sức khỏe. Rồi chị lấy gạo lứt thì có gạo lứt cho em nha. Máy sấy là 79 ngàn một cái mới chị nha. Bình giữ nhiệt này là 79 ngàn nè. Bình nhiệt này là 79 ngàn nè, chị lấy bình giữ nhiệt thì chốt nè. 79 ngàn một bình 800ml. Đó, bình này 800ml, em like em cũng nói em đăng bài em cũng ghi là 800ml. Mà mấy chị nhận hàng cứ hỏi sao 1 lít, lít nhỏ dữ em. Em nói có 800ml thôi mấy chị, em chưa có hề nói 1 lít nha. 800ml nghe rõ giùm em. 79 ngàn một bình inox, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh đều ok. 79 ngàn, giờ lấy thì chốt nha. 79 ngàn, ai lấy thì chốt rồi em. Rồi, kem đánh răng em sale 45 ngàn. Kem đánh răng người lớn mấy chị, màu đỏ là chống hôi miệng, màu trắng làm trắng răng, hàng của Nhật nha. Quên, của Hàn Quốc nha, hồi giờ mấy chị đánh hoài á. Đó, hồi giờ em bán một loại này thôi. Kem đánh răng trước giờ em bán đúng một loại này thôi. Đó, màu đỏ là chống hôi miệng, màu trắng làm trắng răng của Hàn Quốc nè. Đồng giá 45 ngàn một tiếp. Còn kem đánh răng em bé là hàng của Thái, 35 ngàn 2 tiếp nè. Kem đánh răng em bé 35 ngàn 2 tiếp có vị dâu và vị kem. Một tiếp 18 ngàn. Ai lấy kem đánh răng em bé thì chốt nha. Kem đánh răng bé, kem đánh răng người lớn thì lấy thì chốt. Rồi bọc thực phẩm mấy chị, 20 ngàn một vị nha. Ai lấy bọc thực phẩm, chút bọc thực phẩm nè. Quay bóc hàng chiếu về lên nè. Trong khi nhắn nhìn cũng có bọc thực phẩm gì. Mày chốt chiếu, chốt không đặt hết trơn. Bọc thực phẩm. Rồi chị lấy rồi comment lên giùm em nè. Bọc thực phẩm 20 ngàn mấy chị nha. Ai lấy bọc thực phẩm, chút bọc thực phẩm giùm em. Bọc thực phẩm, chị lấy bọc thực phẩm, chút bọc thực phẩm nha. Quần rinh bé con chị nào 20-23 kg thì mấy chị chốt, em xem mấy chị luôn. 39 ngàn một quần luôn mấy chị. Em sẽ luôn 39 ngàn, không có đi đâu mà mua được cái quần rinh bé trai mà 39 ngàn hết. Nhập vô cũng có luôn. Ra chợ một cái là 8-90 ngàn, 100 ngàn chứ không có mấy chục ngàn đâu mấy chị. Ra chợ là 8-90, 100 ngàn chứ không có mấy chục ngàn đâu. Em xem 39 ngàn. Chị nào có con trai trong khoảng 20-23 kg mình chốt. Hàng này rinh mềm, co giãn, đẹp. Chị nào có con trai trong khoảng này thì chốt, em có màu xám và màu xanh. 39 ngàn một quần rinh bé.
trên bé trai nha, bé 9 ngàn, size 20-23kg là đẹp nha. Rồi bé trai mới chị 20-23kg, em xem với chị mang 9 ngàn trên bé trai. Ai lấy trên bé trai chút trên bé trai giùm em nè. Trên bé trai mới chị. Rồi mới chị áo này mẻ số 33 giùm em nè. Phơm ngắn ngắn nha, theo đồng giá 49 ngàn luôn. Đó, áo này phơm ngắn mới chị, phơm lửng lửng, nhưng mà chấm lưng quần chứ không ngắn lắm. Rồi còn bên cho em là 33 màu cam, 49 ngàn luôn mới chị, 57-58kg rưỡi về. Rồi 33 màu đỏ, 33 em có hai màu cam với đỏ. Ngân Quỳnh mình đặt hàng cho số điện thoại mới chốt đơn được nha, không có số không chốt được. 20-23kg, hai size hai màu đó cũng có size 20-23kg thôi. Đặt hàng kèm số cho dùm em nha, không có số không có chốt đơn nha chị ơi, số cho lên đơn. Rồi mẻ số 33 kèm màu. Ngân Quỳnh có đơn. Rồi 33 kèm màu mới chị 49 ngàn, 33 kem với 33 màu đỏ. 33 em có màu kem với màu đỏ. Ok chị, 20-23kg là mặt đẹp. Rồi 34 màu hồng, kêu luôn 49 ngàn mới chị, 34 màu hồng. Rồi 34 màu hồng dùm em nè, 34 hồng. Ai lấy 34 hồng chút 34 hồng nha. 34 màu hồng 49 ngàn đồng giá mới chị nha. Không có 70kg người ơi, áo khoác 65kg là miệng kêu. Áo khoác 65kg không có 70kg nha. Rồi 35 em có hai màu nâu tây và hồng, đồng giá 49 ngàn nha. 35 em có hai màu, 35 màu nâu tây và 35 màu hồng, đồng giá 49 ngàn mấy chị. 35 nâu tây và 35 hồng. Ai lấy thì chốt nè. 35 màu nâu tây với màu hồng. Rồi khóc dài rồi, để em lên khóc dài cho chị một cặp này không có số nha. Rồi 35 màu trắng mới chị, 40-55-56kg, 35 em có màu trắng. Rồi 36 em có màu trắng với màu nâu tây mới chị nha. Rồi áo 36 em có màu nâu tây với màu trắng. Áo số 36 nha mấy chị, màu nâu tây với màu trắng. 36 màu nâu tây với màu trắng nè. Rồi 37 em có màu trắng với màu đỏ. Rồi ai lấy một số kêu đồng giá 49 ngàn. Rồi đồng giá 49 ngàn. Cục ngắn chồng tung lên video chị đi. Rồi ai lấy thì chốt mấy chị. 37 có trắng với đỏ nè. Cục khó dùng chung lên chiều chị đi. Rồi để em lên khóc chống nắng nè mấy chị. Em lên khóc chống nắng nè. Rồi khóc chống nắng dài hai lớp quý vị nha. Hàng này hàng lên công ty xịn, hai túi ở ngoài không có kéo, không có hai cái túi này lên mình đựng đồ luôn. Đấy. Nó hai lớp nha mấy chị nha. Dày. Lên xịn mấy chị, mát rùi rùi luôn, không có nóng một tí nào, kèm khẩu trang. Kèm khẩu trang nha, ở sau nó có viên thun nè. Đó, cái này mọi người mua một cái gì để dành. Mỗi người nên sở hữu một cái gì để dành, đi đâu mình đi làm mặc đầm mặc váy đi tiệc rồi đó. À, hoặc chị này làm công sở nha, nguyên văn phòng là mình mặc váy rồi đó, mình mặc cái này rất là đẹp mấy chị nha, rất là mát luôn. Chất em bao 115 ngàn, cái này còn mới em khóc số 24. Rồi khóc số 24 giùm em mấy chị nha, em gần cho mấy chị xem họ tiếp nè.
Cốc số 24 nè. Xong xếp như nãy chị chỉ rồi cái số đây biết hả. Rồi cốc số 24 mới rồi nha. 40 đến 60 kg mấy chị em vừa cốc nắng này 115.000. Cốc này chắc rất là đẻ hả? Bữa qua chị này nhận cũng phê rồi đúng không? Rồi cốc này số 24 cho em nha. Cốc số 24 nè. Số 24 nè. Rồi khóc này số 25 mấy chị. Khóc số 25 dùm em nè. Rất là đẹp. Khóc số 25 nè. Đó. Kèm khẩu trang hết nha mấy chị nha. Rất là mát luôn. Rồi khóc số 25 dùm em nha. Lấy khóc 25 chút khóc 25. Ở sau nó có sỉ để cho mình leo lên leo xuống chi trong xe máy cho nó dễ đó mấy chị nha. Rồi khóc số 25 dùm em nè. Cái niệm like cho mấy chị chọn họ tiếp nha. Còn mơ chi mẹ khóc số 25 nè, xếp đi. Lòi tư mẹ đây. Rồi khóc mẫu này số 26 nè. Em like từng mẹ cho mấy chị chọn cái họ tiếp cho ông Lý nè. Họ tiếp này 26 nha. Rồi khóc số 26 cho em mấy chị nha. Khóc số 26. Rồi anh em khóc 26. Rồi khóc 26 giùm em mấy chị. Khóc 26 nè. Rồi cái này khóc 27 nè. Cái này chắc đẻ lắm mấy chị, hàng bao xịn hàng này mấy chị mua ở ngoài phải vài trăm ngàn chứ không có giá 115.000 đâu. Đó, khóc số 27 nè. Ai lấy khóc 27 chút khóc 27 dùm em nha. Hàng lên công ty dày mịn mát, cầm kéo rất là nặng luôn. Cái này nó vừa chống nắng mà nó vừa mát nữa, nó không có bị nóng bị bít bí đâu mấy chị, thật sướng lắm. Nha. Rồi khóc số 27. Khóc số 27 dùm em nè. Ai lấy khóc 27 chút khóc 27 nè. Rồi khóc số 28 nè. Đó. 28 mấy chị em like từ từ để cho mấy chị nhìn cái họ tiếp. Rồi khóc số 28 giùm em nè. Chị lấy 28 chút 28 nè. Biết điện thoại như thế gì không dùm rỡ hả? Chị chú dùm rỡ. Rồi khóc này số 29 mấy chị. 29 giùm em nè. Xếp cho nó rồi, cái số này rồi. Rồi cái này 29 màu này 29 mấy chị nha. 29 giùm em nè. Rồi màu này 29 mấy chị. Ai lấy 29 chốt 29 nè. Màu này khóc số 30. Màu này khóc số 30 giùm em mấy chị nha. Khóc này số 30 nè. Đó. Sao mấy chị chọn cái họ tiếp này. Rồi khóc số 30 cho em nha, khóc số 30. Rồi cái này 31. Này 31 nha mấy chị nha. 115.000 mấy chị. Thì họ tiếp rất là đẹp luôn, cái này chữ. Chị Ngân Quỳnh số 31 nè. Trong nha, trong á nó bị lộn ra hoài nha. Cứ nè nó bị lộn ra. Cái này là hai lớp giống nhau, mặc được hai lớp nè. Rồi khóc này số 32 mấy chị, khóc số 32. Rồi khóc số 32 giùm em nè. Nó trong nè. Này mấy chị có thể mặc được hai lớp nha. Hai lớp giống nhau mà. Rồi 32, ai lấy gì tốt mấy chị, 115.000. Cộng 5 cho nó dễ.
Nhìn mẫu 1 thử em. Tắt đàn cho. Thì chăm phen vô chọn cái tặng không hả? Một chiếc 49. Con lần sau nó gửi 79 này hả? Số đẹp quá nhìn đây hả? Nay kia mới giờ tụt nguyên trời. Nhìn ơi.